Lễ xong đền bà chúa kho xong, anh em chúng tôi ăn trưa xong rồi lại tiếp tục đi đến chùa Phật Tích. Chùa Phật Tích hay còn gọi là chùa Vạn Phúc, nằm cách Hà Nội 20 km về phía đông, có vị trí tọa lạc trên núi Lạn Kha, thuộc địa phận xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một trong những ngôi chùa có lịch sử lâu đời và kiến trúc mang đậm dấu ấn thời nhà Lý. Chùa Phật Tích, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Phật giáo Ấn Độ và tín ngưỡng dân gian Việt cổ. Trên cơ sở đó hình thành trung tâm Phật giáo đầu tiên của đất nước. Theo tài liệu cổ thì chùa Phật Tích được khởi dựng vào năm Thái Bình thứ tư, năm 1057, với nhiều tòa ngang dọc. Năm 1066, vua Lý Thánh Tông xây dựng một cây tháp cao, sau khi tháp đổ mới lộ ra, ở trong đó có bức tượng Phật A Di Đà bằng đá xanh nguyên khối được dát vàng để ghi nhận sự xuất hiện kỳ diệu của bức tượng này. Làng đổi tên là làng Phật Tích và rời cả lên trên sườn núi. Khi bạn đến thăm chùa Phật Tích, bức tượng A Di Đà bằng đá xanh ngồi trên tòa sen cao 1,87 m, một tác phẩm điêu khắc đặc sắc của nền mỹ thuật nước nhà nói chung và nghệ thuật tạc tượng nói riêng. Đây là điểm nhấn độc đáo mà ai cũng nhớ đến khi nói về chùa Phật Tích. Hiện nay chùa Phật Tích có 7 gian tiền đường để dùng vào việc đón khách, 5 gian bảo thờ Phật Đức A Di Đà cùng các vị Tam Thế, 8 gian nhà tổ và 7 gian nhà thờ mẫu. Chùa Phật Tích có kiến trúc của thời nhà Lý, thể hiện qua 3 bậc nền có kè bằng đá tảng dựng đứng, như bức tường dài 58 m, cao từ 3 đến 5 m. Ở khoảng giữa tường là lối đi bằng đá rộng 5 m, có 80 bậc. Chùa được kiến trúc theo kiểu nội công ngoại quốc. Bậc nền thứ nhất đó là sân chùa, với vườn hoa mẫu đơn lưu truyền mối tình duyên trong truyền kỳ từ thức gặp tiên. Bên phải là miếu tiên chúa thờ Trần Ngọc Am. Phía trước miếu có dựng một ngọn tháp linh quang xây năm Chính Hòa thứ 20, năm 1699. Bậc nền thứ hai của chùa Phật Tích Bắc Ninh là nơi có các kiến trúc cổ ngày nay không còn được thấy. Khi đào xuống nền ngôi chùa này, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều di vật điêu khắc thời nhà Lý và nền móng của một ngôi tháp gạch hình vuông, mỗi cạnh có 8,5 m. Nền thứ ba cao nhất có long trì ao rồng, là một cái ao hình chữ nhật đã cạn nước. Ngoài ra chùa Phật Tích còn nổi tiếng với một công trình hết sức hoành tráng và hùng vĩ, đó là bức tượng Phật A Di Đà cao 27 m nằm trên đỉnh núi. Đây là phiên bản được lấy nguyên mẫu từ tượng Phật A Di Đà
trong chùa, được xây dựng nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Tượng được đánh giá là một trong những bức tượng đá lớn bậc nhất Đông Nam Á, với nhiều đường nét chạm khắc rất công phu và tinh xảo. Sau sân nền có 32 ngọn tháp xây bằng gạch và đá, là nơi cất giữ xá lị của các nhà sư từng trụ trì nơi đây, phần lớn được dựng vào thế kỷ thứ 17. Ngọn tháp lớn nhất là tháp Phổ Quang, cao 5,10m, gồm đế khám thờ 2 tầng, diềm và mái mui luyện với chóp hình tròn. Về lễ hội khán hoa mẫu đơn là một trong những lễ hội diễn ra với quy mô lớn sớm nhất tỉnh Bắc Ninh, tồn tại và phát triển qua hàng nghìn năm. Theo ngôi chùa Phật Tích, cùng với những câu chuyện tình cảm động từ thức gặp tiên, lễ hội chùa Phật Tích thường được tổ chức trong 3 ngày từ mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết âm lịch hàng năm, trong đó ngày chính hội là ngày mùng 4. Từ ngày khai hội mùng 3 Tết, rất đông du khách đã kéo về chùa Phật Tích để lễ Phật cầu bình an. Hàng vạn người có mặt tại đây đã khiến các lối lên chùa tháp Đại Phật tượng A Di Đà chật cứng. Mình sẽ đi review tham quan vãn cảnh chùa và vào lễ Phật. Nào, xin mời mọi người cùng theo mình.
Phật tích chưa? Thế đây ra bên kia. Đây, kia đây, Phật tích ở chân này. Đến đâu được? Vì lý do dịch bệnh lên đường lên trên
tượng Phật Tích và tháp. Được lên tháp. Bị cấm không cho lên vì dịch bệnh, nên có điều kiện dịp khác mình sẽ quay cho các bạn xem.